Tại Đắk Lắk, sau khi nhận bóng bay từ người lạ, 31 em học sinh trường tiểu học Lý Tự Trọng ở thị trấn Buôn Chấp, huyện Rông Anna đã bị ngộ độc. Và sáng nay, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Rông Anna, tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo báo cáo của trường tiểu học Lý Tự Trọng, thị trấn Buôn Chấp, khoảng 13 giờ 30 phút hôm qua, có 4 người lạ mặt, gồm 3 nữ và 1 nam, đến trước cổng trường phát bóng bay cho các em học sinh. Sau đó, bị bảo vệ của trường phát hiện nên 4 người này đã bỏ đi. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, nhiều học sinh bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Và lúc này, các giáo viên đã đưa các em học sinh đến phòng y tế để nghỉ ngơi và báo sự việc trên cho cơ quan chức năng. Hiện tại, thì trường ghi nhận 31 em bị ngộ độc, trong đó có 17 em nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Rông Anna và 14 em đang theo dõi tại nhà.